Xin chào các bạn. Trước kia thì bà con nông dân hay sử dụng bình xịt thuốc bằng tay rất là đơn giản. Nhưng kể từ khi bình xịt điện ra đời, nó đã đem lại rất là nhiều lợi ích cho bà con nông dân. Hôm nay tôi xin giới thiệu một trong những chiếc bình xịt đó. Đây là chiếc Takeo TK20, một giải pháp tối ưu cho bà con nông dân để bảo vệ mùa màng được tốt hơn. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem cấu tạo và công năng của chiếc máy này. Sau khi chúng ta khui thùng máy ra thì bên trong sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng và một phiếu bảo hành chính hãng của Takeo. Đây là cần phun của máy. Đây là thùng máy và dây xịt áp lực cao. Đối với chiếc Takeo TK20 này thì dây xịt được gắn trực tiếp vào trong thân máy. Bên trong thùng chứa là một lọc rác nắp đậy. Đây là dây đeo lưng. Adapter sạc bình AQ. Bộ béc đi kèm theo máy. Và cuối cùng là tay cầm van bi. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện lại với nhau để sử dụng được chiếc bình xịt điện Takeo TK20 này. Đầu tiên thì ta sẽ lắp tay cầm van bi vào trong dây xịt. Tiếp đến thì các bạn lắp cần xịt. Đối với cần xịt này thì các bạn có thể kéo dài ra hoặc thu gọn lại đều được hết. Với bộ béc đi kèm theo máy thì trong máy có một béc hoa sen, một đầu 3 béc, đầu 2 béc. Đây là đầu 1 béc và đầu đồng bơm hòa tiễn. Cuối cùng là nút gài để giữ cần xịt. Chúng ta lắp bên hông của máy như thế này. Tùy theo mục đích các bạn phun cho loại cây trồng gì mà chúng ta có thể dùng các loại béc khác nhau. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp dây đeo lưng. Đối với dây đeo lưng thì các bạn lưu ý là lắp đệm lưng ở mặt phía trong. Chúng ta thỏ qua lỗ gài ở trên thân bình. Đầu còn lại ta sẽ móc ở phía dưới thân bình. Tương tự với chiếc dây đeo còn lại. Sau khi chúng ta muốn bảo quản hoặc là di chuyển thì chúng ta có thể gài cần xịt lên vị trí này. Với chiếc bình xịt điện Takeo TK20 này có tốc độ phun nhanh chóng, diện tích phun rộng, giúp cho lượng thuốc phun ra được lan rộng và đồng đều hơn. Nhờ đó mà hiệu quả phun thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng được đảm bảo tối ưu. Vâng, xin chào các bạn. Đến với video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tháo nắp đáy bình ra để xem bên trong là bình ắc quy vào bộ bơm của chiếc máy Takeo TK20. Đây là mặt dưới của chiếc máy này. Chúng ta tháo những con vít ở những nơi như thế này để lấy nắp đáy bình ra.
Vâng. Và đây là bình ắc quy và bộ bơm của chiếc máy bình xịt điện Takeo TK20. Với bình ắc quy thì có công suất là 12V và 8Ah. Bình ắc quy chính hãng của Takeo. Đây là bộ bơm của máy. Bộ bơm thì có lưu lượng là 5 lít trên 1 phút. Áp suất bơm là 80 PSI. Đây là toàn bộ mặt dưới của bộ bơm. Nếu các bạn quan tâm đến chiếc máy Takeo TK20 này của chúng tôi, hãy đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, hoặc đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.